Xin chào quý phụ huynh cùng tất cả các con thân yêu của thầy. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các con thêm một cái phương pháp nữa, đó là cách tính 25% của một số bất kỳ luôn nha. Bây giờ các con hãy theo dõi thầy với hai ví dụ ở trên bảng. Ví dụ đầu tiên, 25% của 96, ta sẽ làm như sau nhé các con. Các con hãy lấy 96, các con chia cho 4 cho thầy nha. Rất là dễ thôi. 9 chia 4 được 2 dư 1. Lúc này 16 chia cho 4 sẽ được là 4 nha. Vậy 96 chia 4 được 24. Vậy thì 25% của 96 sẽ là 24 nha các con nha. Rất là dễ thôi. Tiếp theo, ví dụ số 2, 25% của 132. Các con sẽ lấy 132 chia cho 4 cho thầy. Đúng rồi, chia cho 4 nha. 13 chia cho 4 thì được 3, viết 3. Ở đây còn dư 1 nha, còn dư 1 nè. Vậy thì lúc này 12 chia cho 4 cũng được 3 luôn. Vậy 25% của 132 sẽ bằng 33. Đó. Vậy để tính 25% của một số bất kỳ, các con hãy lấy số đấy, sau đó mình chia cho 4 cho thầy nha. Các con sẽ tính được liền luôn 25% của một số bất kỳ.